ngày 11 tháng 10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đã kết thúc phần tranh luận. Trước khi bước vào phần nghị án, các bị cáo đã nói lời sau cùng. Là người đầu tiên phát biểu, bà Trương Mỹ Lan cam kết sẽ tập trung khắc phục hậu quả, đặc biệt là đối với hàng chục ngàn người dân bị ảnh hưởng. Trong lời bộc bạch, Trương Mỹ Lan cho rằng cái giá mà bà phải trả là quá đắt và đây là một phần của định mệnh, là tai nạn nghề nghiệp. Bị cáo bày tỏ sự đau đớn khi cái tên Trương Mỹ Lan đã gây ảnh hưởng đến hàng trăm gia đình. Nhưng bà cũng cho rằng mình là người dân thấp cổ bé họng, mong muốn sự xem xét một cách công tâm, khách quan từ hội đồng xét xử. Bà Lan kể về ba ước mơ lớn trong đời mà chưa kịp thực hiện. Đó là xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế, xây dựng nhà ở xã hội và xây trường học cho người dân khó khăn. Tuy nhiên, định mệnh đã khiến bà không thể hoàn thành những dự định này. Riêng trong giai đoạn đại dịch COVID-19, bà đã góp phần mua 25 triệu liều vaccine và hỗ trợ nhà nước mua thêm 25 triệu liều, tổng cộng 50 triệu liều. Tuy nhiên, bà chưa bao giờ coi đó là thành tích cá nhân cần phải kể công. Cuối cùng, bà Lan xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho chồng, bị cáo Chu Lập Cơ, cho cháu gái, bị cáo Trương Huệ Vân và em dâu, bị cáo Ngô Thành Nhã. Đặc biệt, bà mong muốn bị cáo Nhã được tại ngoại để tiếp tục xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế tại huyện Bình Chánh. Bà cũng mong muốn các bị cáo còn lại nhận mức án nhẹ nhất có thể. Tòa nghị án kéo dài, dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào sáng 17 tháng 10. Ngày 11 tháng 10, Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bus Mustaq Hossein, sinh năm 1974, quốc tịch Iran, về tội trộm cắp tài sản và chuyển hồ sơ. Bị can đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thụ lý theo quy định. Trước đó, tối 27 tháng 9, ông S, sinh năm 1985 và vợ cùng quốc tịch Nga đến cửa hàng An Nam ở đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 để mua sắm. Khi ông S đứng ở quầy trưng bày cửa hàng thì Bus Mustaq Hossein tiếp cận, nói chuyện về vấn đề liên quan đến việc phân biệt tiền đô la Mỹ cũ và mới. Bus nói với ông S mình có tiền đô la Mỹ và lấy trong bóp ra khoe sấp tiền đô la Mỹ với du khách người Nga và ngỏ ý muốn xem đồng tiền rúp của Nga. Ông S lấy sấp tiền bên trong ví đưa cho Bus Mustaq Hossein xem. Sau đó, Bus dùng tay phải lấy thêm sấp tiền đô la Mỹ khác trong ví tiền của ông S ra đếm. Một lúc sau, Bus trả lại sấp tiền cho ông S và rời khỏi cửa hàng. Hơn 10 phút sau, ông S kiểm tra lại ví phát hiện bị mất 25 tờ tiền mệnh giá 100 đô la Mỹ, 2.500 đô la Mỹ, 3 tờ tiền mệnh giá 100 euro, 1 tờ tiền mệnh giá 50 euro. Do nghi đối tượng vừa tiếp cận để lấy cắp tài sản nên ông đến công an trình báo. Nhận tin, công an điều tra xác định thủ phạm là Bus Mustaq Hossein, hiện đang lẩn trốn ở căn hộ tại thành phố Thủ Đức nên bắt giữ. Tại công an, Bus Mustaq Hossein khai lấy trộm tiền của ông S. Người này khai khi cầm sấp tiền của ông S, giả vờ đếm tiền rồi cố tình tạo tình huống để ông S mất tập trung rồi lấy trộm. Bằng nghiệp vụ, công an đã tìm thấy nữ sinh lớp 11 ở thành phố Hồ Chí Minh mất tích nhiều ngày ở tỉnh miền Tây. Bước đầu xác định em T bỏ nhà đi theo bạn bè nhưng không báo người thân và cắt đứt mọi liên lạc đã khiến gia đình hoang mang, lo lắng. Ngày 11 tháng 10, Công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị đang làm việc với gia đình và em T, sinh năm 2008, đang học lớp 11, mất tích nhiều ngày. Sau nhiều ngày mất tích, tối ngày 10 tháng 10, Công an đã tìm thấy em T tại tỉnh Đồng Tháp. Bước đầu xác định em T bỏ nhà đi theo bạn bè nhưng không báo người thân và cắt đứt mọi liên lạc đã khiến gia đình hoang mang, lo lắng. Trước đó, chiều 4 tháng 10, em T, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, đi học môn thể dục. Khi đi, em mặc đồng phục thể dục, mặc áo khoác cargo màu xanh, đen bên ngoài và điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 93B1. Tuy nhiên sau đó em T không về nhà. Gia đình em T không liên hệ qua điện thoại được và các tài khoản mạng xã hội của em T cũng không truy cập. Gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không được nên đăng tải thông tin lên mạng xã hội và trình báo công an các quận 5, 8 và Bình Tân. Sáng ngày 11 tháng 10, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã kịp thời dập tắt đám cháy tại quán Ba Lamborghini Club nằm ở tầng hầm nhà hát Trưng Vương. Thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 11 tháng 10 tại quán Ba Lamborghini Club số 118A đường Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thời điểm trên, các công nhân đang sửa chữa bên trong quán bar nằm ở khu vực tầng hầm nhà hát Trưng Vương thì xảy ra hỏa hoạn. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Đà Nẵng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia xử lý khói, dập lửa.
Tại hiện trường, khói đen tỏa ra rất lớn, bao phủ khu vực nhà hát Trưng Vương và khu vực đường Phan Châu Trinh. Lực lượng chức năng phải mang mặt nạ, bình oxy tiếp cận đám cháy ở cả hai khu vực đường Phan Châu Trinh và Nguyễn Chí Thanh. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục sử dụng thiết bị chuyên dụng để xử lý khói. Ghi nhận ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Phát hiện căn trọ gần lối ra vào của khu nhà trọ hơn 10 căn ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang cháy. Người dân hô hoán. Trong khi đó, người sống trong khu nhà trọ vội bỏ chạy tán loạn ra ngoài thoát thân. Ngày 11 tháng 10, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ vụ cháy tại khu nhà trọ trên địa bàn. Trước đó, hơn 2 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói tỏa ra từ khu nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Dư, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Khi mọi người chạy tới kiểm tra thì phát hiện căn trọ gần lối ra vào của khu nhà trọ hơn chục căn đang cháy nên hô hoán. Mọi người trong khu nhà trọ hoảng loạn tìm cách tháo chạy ra ngoài để tránh ngạt khói. Người dân dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin, lực lượng chức năng điều nhiều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy khống chế dập tắt ngọn lửa. Tại hiện trường, vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong căn trọ bị thiêu rụi. Ngoài ra, lực lượng chức năng bảo vệ thành công không để lửa cháy lan sang các căn trọ khác trong dãy trọ cũng như một kho chứa hàng liền kề. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Liên quan đến vi phạm, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai đã bị kỷ luật khiển trách. Trước đó, Phó Giám đốc Sở này đã bị kỷ luật cảnh cáo. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị lần thứ 17, trong đó thảo luận và quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đình Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ bằng hình thức khiển trách. Theo đó, trong thời gian là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, chủ tài khoản cơ quan giai đoạn từ tháng 11 năm 2020 đến năm 2023, ông Nguyễn Đình Tiến chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm của tập thể Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020 đến 2025 và chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân về những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo tỉnh. Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ Gia Lai, qua đó phát hiện sai phạm hơn 10,8 tỷ đồng. Trong đó, Ban Tôn giáo tỉnh thuộc Sở Nội vụ Gia Lai dùng kinh phí cấp cho công tác tôn giáo để tự đặt ra các khoản chi không có trong quy định của nhà nước. Tổng số tiền chi sai quy định tại đơn vị này từ năm 2015 tới năm 2023 là trên 8,3 tỷ đồng. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Hải Tân, Bí thư chi bộ 3, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm trưởng Ban Tôn giáo tỉnh.